Toàn cảnh quốc tế ngày 8 tháng 7, UAV Ukraine tấn công kho vũ khí quan trọng rộng 9.000 km vuông bên trong lãnh thổ Nga. Hà Lan cam kết chuyển giao F-16 cho Ukraine một cách nhanh chóng. Thủ tướng Hungary Orbán tới Bắc Kinh hội đàm với ông Tập Cận Bình. Tàu khu trục hiện đại nhất của Iran lật úp. Tướng Israel nói cuộc chiến với Hamas sẽ kéo dài nhiều năm. Ông Biden vận động tranh cử ở tiểu bang chiến trường giữa áp lực từ đảng Dân Chủ. Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của Hàn Quốc gần biên giới là hành động khiêu khích. Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế thứ hai ngày 8 tháng 7 của Đài Kinh Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Tướng Reuters ngày 7 tháng 7 trích dẫn một nguồn tin an ninh cho biết UAV của Ukraine đã tấn công một kho đạn dược bên trong nước Nga, đồng thời cảnh báo có khả năng cao sẽ xảy ra vụ nổ tại các khu công nghiệp, quân sự của Nga trong tương lai gần. Nguồn tin nói rằng cơ sở lưu trữ đạn dược rộng 9.000 m2 nằm ở vùng Voronezh của Nga, giáp với một phần đông bắc Ukraine bị chiếm đóng từ năm 2022. Moscow đã lưu trữ hỏa tiễn đất đối đất và đất đối không, đạn pháo và xe tăng cũng như đạn dược tại kho này. Theo nguồn tin, kho đạn dược bị tấn công nằm gần làng CGFK, cách vùng lãnh thổ gần nhất do ký ít kiểm soát khoảng 136 km. Ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh, đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công bằng UAV. Ông cho biết một số cư dân đã được sơ tán, mặc dù không có thương vong. Vào cuối ngày 7 tháng 7, ông Gusev viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng phòng không Nga đã chặn một số UAV trong khu vực. Không có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại nào. Kể từ khi Nga xâm lược vào năm 2022, Ukraine đã chế tạo một đội UAV tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Nguồn tin an ninh giấu tên còn cảnh báo, trong tương lai gần vẫn có khả năng cao xảy ra các vụ nổ bất ngờ tại các cơ sở công nghiệp quân sự của Nga, nơi đang hoạt động để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Ngoại trưởng Hà Lan Kaspar Vekham cho biết trong chuyến thăm ký ít vào cuối tuần trước rằng nước này sẽ không chỉ hoãn trong việc gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Ukraine hy vọng các phi cơ phản lực tiên tiến do so Hoa Kỳ sản xuất sẽ giúp họ giành được ưu thế trên không so với Nga, có thể bảo vệ tốt hơn quân đội và các thành phố khỏi các cuộc ném bom hàng ngày của Moscow. Trong chuyến công du quốc tế đầu tiên kể từ khi đảm nhận chức vụ Ngoại trưởng Hà Lan, Ông Vetkap cho biết, nước này đã sẵn sàng chuyển giao F-16 sau khi các giấy phép xuất khẩu cần thiết được cấp vào tuần trước. Ông Vetkap phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô của Ukraine vào ngày 6 tháng 7 rằng, Bây giờ chúng tôi đã có được sự chấp thuận cho những chiếc F-16 đầu tiên. Chúng sẽ được giao mà không chậm trễ. Ngoại trưởng Hà Lan không cung cấp thêm thông tin chi tiết hay nêu ngày cụ thể chuyển giao chiếc đầu tiên trong 24 chiếc F-16 mà nước này đã hứa cung cấp cho Ukraine. Chính quyền Kyiv đã kêu gọi đồng minh viện trợ F-16 ngay sau khi Moscow mở cuộc xâm lược toàn diện hồi tháng 2 năm 2022. Phi công Ukraine đã trải qua nhiều tháng huấn luyện ở các quốc gia NATO để chuẩn bị lái loại chiến đấu cơ này. Hồi tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần khoảng 130 tiêm kích do Mỹ sản xuất để có thể đạt được thế cân bằng về sức mạnh trên không với Nga. Tuy nhiên, phương Tây mới chỉ cam kết cung cấp chưa đầy 100 chiếc. Nga tuyên bố lực lượng của họ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ khí tài quân sự nào của phương Tây, trong đó có cả tiêm kích F-16 nếu chúng được chuyển tới Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 7 để hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Hãng thông tấn nhà nước MTI đưa tin, đây là chuyến công du nước ngoài bất ngờ thứ ba của ông Orbán kể từ khi Hungary tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu vào đầu tháng 7. Trước đó, ông Orbán đã đến Ukraine và Nga vào tuần trước trong chuyến công du mà ông gọi là Sứ mệnh hòa bình. Chuyến đi của Thủ tướng Hungary tới Moscow đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các đồng minh. Hungary dưới thời Thủ tướng Orbán đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Trung Quốc. Trái ngược với một số quốc gia khác trong Liên minh châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chuyến thăm của ông Orbán cũng diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Dự kiến sẽ giải quyết vấn đề viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine để chống lại những gì Liên minh Quốc phòng phương Tây gọi là cuộc chiến xâm lược vô cớ của Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Zizato đã tháp tùng ông Orbán trong chuyến công du Trung Quốc. Truyền thông Iran ngày 7 tháng 7 đưa tin tàu khu trục Sahen của hải quân nước này đã bị gặp tai nạn tại cảng phía nam Bandar Abbas. Trang tin INA, trích dẫn tuyên bố của hải quân Iran cho biết, khi Sahen đang được sửa chữa tại cảng, nó đã mất thăng bằng do nước tràn vào. May mắn thay, con tàu nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng. Không rõ thời điểm xảy ra sự cố, phương tiện truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh con tàu bị lật và cho biết một số người đã được đưa đến bệnh viện. Theo truyền thông nhà nước Iran, News Agency, một phần của kinh hạm đã chìm xuống nước. New cho biết, con tàu bị chìm sau khi bị lật úp. Quá trình nâng cấp có thể khiến phần trên tàu nặng hơn phần dưới. Tàu khu trục Sahel 12 tuổi là một trong những tàu chiến mặt nước hiện đại nhất của Hải quân Iran. Israel tuyên bố đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến lâu dài với Hamas nhưng nói rằng nhóm này không còn khả năng thực hiện một cuộc tấn công giống như vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 nữa. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari nói với đài ABC News vào ngày 6 tháng 7, liệu mọi người và tôi có nói về Hamas như một tổ chức khủng bố ở Gaza trong 5 năm nữa không? Câu trả lời là có. Ông Hagari là quan chức Israel đầu tiên công khai thừa nhận rằng cuộc chiến với Hamas sẽ kéo dài và khó khăn hoàn toàn trái ngược với phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu vẫn cam kết sẽ nhanh chóng tiêu diệt nhóm phiến quân Palestine. Hồi tháng 6, ông Hagari từng nói với kênh Channel 13 của Israel rằng Hamas là một hệ tư tưởng và không ai có thể tận diệt một hệ tư tưởng. Nếu ai nói rằng sẽ khiến Hamas biến mất hoàn toàn, họ chỉ đang tung hỏa mù nếu Israel không thể đưa ra giải pháp thay thế về quản trị giải Gaza, cuối cùng chúng tôi sẽ lại đối mặt với Hamas. Một quan chức cấp cao của Israel trả lời phỏng vấn với ABC News rằng Gaza và ở một mức độ nào đó là Hezbollah là cuộc chiến dai rằng khiến Tel Aviv mất tập trung khỏi cái mà ông gọi là kẻ thù chính Iran. Ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chiến dịch tranh cử tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania. Trong bối cảnh làn sóng kêu gọi ông từ bỏ cuộc đua vào tòa bạch ốc đang âm thầm lan trong nội bộ đảng Dân Chủ. Vào ngày 7 tháng 7, Tổng thống Biden đã được chào đón nồng nhiệt tại một nhà thờ của người da đen ở Philadelphia. Sau đó, ông đã đến thủ phủ Harrisburg của tiểu bang để tham dự một sự kiện với các thành viên công đoàn các cử tri da đen là một phần quan trọng trong cơ sở ủng hộ của tổng thống Biden. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự ủng hộ của họ dành cho ông Biden đang giảm bớt. Ông chủ tòa Bạch ốc đã phát biểu trước giáo đoàn trong hơn 6 phút nói rằng: "Chúng ta phải đoàn kết lại nước Mỹ, đó là những gì tôi sẽ làm." Calaginer, một cư dân của Philadelphia cho biết, bà hy vọng tổng thống Biden cảm nhận được sự ủng hộ. Bà nói: Chúng tôi tin rằng ông ấy là người phù hợp với công việc này. Ông Biden đã dừng lại tại một trụ sở ở chiến dịch địa phương sau khi tới nhà thờ. Ông nói với những người ủng hộ ở đó rằng, Pennsylvania là một tiểu bang cực kỳ quan trọng. Đây là chuyến thăm thứ 10 của ông Biden tới Pennsylvania trong chiến dịch bầu cử 2024. Tổng thống Biden đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đảng viên dân chủ khi họ kêu gọi ông chấm dứt chiến dịch tái tranh cử sau màn thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden đã cam kết tiếp tục chiến dịch. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 5 tháng 7, Tổng thống Mỹ cho biết chỉ có Chúa Toàn Năng mới có thể thuyết phục ông từ bỏ cuộc đua. Ông bác bỏ viễn cảnh các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ có thể hợp sức để cố gắng thuyết phục ông. Thưa quý vị, bà Kim Yo Yong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc gần biên giới là hành động khiêu khích rõ ràng và không thể bảo chữa. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 8 tháng 7 đưa tin, bà Kim Yo Yong cũng đã cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yong Suk Yeol tạo ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi thành tích kém cỏi của ông. Bà đã trích dẫn một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi luật tội ông Yong, Với hơn 1 triệu chữ ký, quân đội Hàn Quốc đã nối lại các cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật gần biên giới phía tây vào cuối tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 2018. Tháng trước, Seoul cho biết họ sẽ đình chỉ một thỏa thuận quân sự đã ký với Bình Nhưỡng vào năm 2018 nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng để phản đối việc Triều Tiên thả những quả bóng bay chứa rác về phía Hàn Quốc thưa quý vị mục toàn cảnh quốc tế của dkn đến đây xin được tạm dừng quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe xin cảm ơn và hẹn gặp lại